Hello hello, xin thân mến chào tất cả các bác nhé. Chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo này của em. Đó. Hôm nay thì tiếp tục em sẽ làm một cái video liên quan đến cái công trình. Hôm trước thì em có đục đá ở dưới ao, thì đến bây giờ là cái công đoạn là mình sẽ vét cái đá này lên, xong là làm mặt bằng và rút máy các bác nhá. Thì do là cái công trình này thì em làm nó cũng mất khá là nhiều thời gian, cho nên là trong 1-2 video thì sẽ không thể nào mình làm được, quay được hết toàn bộ, rút gọn được cho anh em. Thì như vậy mình sẽ chia nhỏ những cái video ra. Đó. Hiện tại thì bây giờ là mình đang vét mặt bằng của ao các bác nhá. Con máy của mình nó là con máy lốp Dosan DX đời 2007. Đó. Đây, cái bùn này thì mình sẽ vét ra ngoài kia để mình vứt ra cái bờ tít ra ngoài kia để làm bờ các bác nhá. Đấy, cái đường này là hôm trước mình đục đá này, mình đục đá thì là nó có cái đất khô mới lại có một ít đá đẹp đẹp ở đây. Đó. Thì mình sẽ để cái chỗ này để mình làm đường. Bây giờ mình gạt cái chỗ này để đi lại cho nó dễ này. Cái chỗ này thì là đường rút thì mình sau này mình sẽ rút qua dưới ao các bác nhá. Đấy, còn cái đường ở chỗ này ấy, thì là hôm trước là mình làm để mình đi xuống để mình mang búa ra thôi, mới lại mình đục ở chỗ kia. Thì sau này để cho các bác cái làm luôn một cái đê ở đó để các bác ấy chắn cái nước của cái ở phía trên này, nó là một cái suối ấy các bác. Đó, thì là làm một cái bờ đê luôn ở cái góc đó. Cái góc đó hôm trước nó hơi thấp, như vậy là mình quăng đất xuống đó để mình làm một cái đường, cũng như là chặn luôn một cái nước cho nó khỏi tràn xuống cái ao này. Đó. Còn cái chỗ này thì là mình sẽ vét thấp hơn cái mặt mà bùn kia, tức là ở dưới nó là một cái tảng đá nguyên khối các bác nhá. Hôm trước mình đục nhưng mà nó không được sâu cho lắm. Thì chủ nhà thì không chịu nổi, không trụ được cái chỗ cái lúc mà mình đục các bác. Bởi vì là đục này là 1 triệu một tiếng. Ở chỗ mình đang đục đây là 1 triệu một tiếng các bác nhá. Phải đục tính giờ thôi chứ không phải là làm khoán như kiểu là ấy. Nếu mà làm khoán mà có một cái giá tiền cố định rồi ấy, thì chủ nhà người ta sẽ bắt mình phải đục đúng cái yêu cầu của người ta ngay. Nhưng mà đây là làm giờ tính nhảy cho nên là nó sẽ phải người ta thấy nó mất nhiều tiền đấy các bác. Tiền người ta cũng không có nhiều ấy. Nếu mà cái này là làm hoàn chỉnh ấy, thì chắc nó phải mấy chục triệu cơ. Hôm qua thì mình mới đục 4 tiếng là hết cái chỗ này này. Thì đục cái đá nó nổi ở trên ấy thì là nó rất là nhanh, nhưng mà nếu mà đục cái đá nó âm ở dưới thế này ấy thì anh em đục nó sẽ lâu hơn và nó mất công hơn. Mình phải đục từ ngoài vào rồi thì phải tìm thớ, rồi phải anh em nào xem ở những cái video trước thì các bác cũng thấy đấy. Đó. Mình cái này thì mình cứ vét hết đến đá các bác nhá. Chỗ này nữa, dưới này thì hôm trước đây mình đục cái này, anh em nhìn thấy cái đất nó cái đá nó hở xanh xanh kia không đục được sâu nữa thì mình cứ đục tạm lên đó để cho tầm đó là ok. Do là cái máy này nó bị hỏng ghế hơi cho nên là nó không được ngồi, không được cao cho lắm thì nhìn nó hơi khó, để anh em thông cảm nhé. Hôm trước thì mình có hỏi cái anh chủ nhà là có vét cái bùn ở dưới này không, thì lại bảo là không vét. Cái bùn ở dưới này là người ta phải múc đất ở trên cái ta luy trên đây kìa. Đấy, cái ta luy kìa. Ông người ta đổ xuống đây bởi vì ở dưới nó là toàn bộ là đá hết. Người ta vét hết cái đất ở bên trên cái mặt đá người ta ra đắp bờ. Đó. Xong rồi cái bùn này người ta lại cho đất đỏ xuống. Nói chung là làm ở cái công những cái vùng mà nó nhiều đá thì mình phải chấp nhận thôi. Không thể là như kiểu là như ở chỗ mình làm là nó toàn đất. Mà làm một cái ao có khi là mấy chục triệu. Nếu mà làm ao đất thì nó chỉ vài triệu là xong, quăng một ngày là xong. Nhưng mà nếu mà làm ao đá thì đục đá rồi vét đá rồi cắt thì là kiểu luôn. Đó. Đó. Vét đến tầm đá này. Cầu kia của mình nó bị hỏng các bác nhá. Nên là không cậy bằng cái má được. Người dân ở đây thì người ta cũng thích đẹp đấy các bác. Nên là mình sẽ làm cho nó trông nó phải.
phẳng phẳng ra. Ok nhá, bây giờ mình sẽ lùi lại. Những cái dòng đời này thì là cứ nhắm phanh là nó đóng chành, nó tự động nó đóng chành, cho nên là mình sẽ không cần phải bật chành, không cần phải bật đóng chành như kiểu là những cái đời 99 2000 gì đó. Cái trước mình làm một con đời 201 thế 2000 gì đó là cứ phải đóng chành bằng thủ công, nó có ở trên cái táp lô này. Đấy. Còn bây giờ thì là cứ nhắm phanh là nó đóng. Còn đóng phanh thủ công thì nó đây, nó ở cái nút đầu tiên này. Không biết cái dòng đời cao giả dụ 20 mấy thì nó ở chỗ nào, nhưng mà cái dòng này thì nó ở chỗ nút đầu tiên ở cái phía bên tay phải đây, nó là chành. Mình thì chưa lên đời cao hẳn đâu, nói chung là mới chỉ đi qua tầm 2010 đó, mới đến ở máy lốp phải còn đến 2010 có nhá. Còn bây giờ thì người ta đang làm 26, 27 rất nhiều rồi. Làm cái dòng đấy thì nói thật với các bác là nó đỉnh từ cái núm bật luôn. Nó đẹp từ cái núm này mà để mà vặn ga rồi thì là các kiểu luôn. Dòng đời đó thì mà nó giá cả nó rất là đắt các bác ạ. Chỗ này thì là lúc mình nếu mà mình đi lên qua đây thì vẫn lên được, nhưng mà do là cái bên kia thì mình cũng đi vào nên là mình phải đi ra để mình xử lý nốt cái phần bùn đó cho nó đẹp. Sẽ tròng chành các bác nhá, cái máy nó sẽ rung, nhưng mà nếu mà ai mà làm quen ấy thì nó không ảnh hưởng gì đến công việc của mình đâu. Còn nếu mà các bác nào mà nhìn như thế này thấy nó rung ấy thì là các bác cảm giác nó rung, nhưng không phải đâu, nó là rung theo kiểu quán tính nhá. Cái bánh hơi của nó, mình đứng như cái bánh hơi mà nó là 8 quả bánh hơi, nên là khi mà mình làm trong cái quá trình mình làm nó sẽ nó rung là chuyện bình thường đó, đó thì không thể tránh khỏi được. Bất kể bác nào làm lốp thì nó đều rung hết. Chỉ có không rung hay là tính không rung hay là tính được cái lúc mà các bác quay toa, các bác kết hợp động tác mà nó không rung được, cái đó thì nó mới là cái hay. Đó. Đây em đóng chành vào. Cái chú chặt cây là chủ nhà các bác nhá. Đó thì hôm trước cũng có tư vấn rồi. Mà nếu mà đục cái đá ở cái ao này nó sẽ rất là tốn kém, sẽ mất rất nhiều thời gian luôn. Chú bảo thôi cứ đục đi, đục không được nhiều thì đục được cái ven cho chú cũng được. Đấy, đây là mình mới đục được một ít cái ven ven này chứ. Còn không nếu mà cái này làm hoàn chỉnh nhá, nó phải mấy ngày các bác. Nè, những cái đá ở phía trong này này nó rất là khó ăn luôn. Thứ nhất là nó không có thớ, thứ hai là nó âm ở dưới đất. Đó. Mà đất thì mình lại không dùng gầu mình vét đi được ấy chứ các bác. Nhìn thấy thế thôi nhưng không vét đi được đâu. Nó là do là cái vỉa đá của nó các bác. Cái vỉa đá này cái ra cái vào cái lên cái xuống ấy. Đi qua bùn này máy lốp thì nó sẽ trơn. Anh em cẩn thận, anh em vét cho mình cái bùn đi, cho nó xuống một sâu một chút để cho nó đến cái đất cứng đi. Còn tùy từng chỗ các bác nhá, có chỗ này vét bùn đi xuống dưới nó là đất lỏng đấy, là đi xuống là thụt ngay đấy. Cho nên là nó cũng tùy từng trường hợp thôi, nhưng mà anh em cứ gọi là tùy cơ ứng biến, chứ không phải là mình bảo thấy mình nói là cứ đi cái nào cũng vét đi là không được đâu. Có cái vét đi là xuống dưới nó bùn nó không đi được đâu. Đấy, chỗ này ngày trước mình cũng đục này. Mình làm giờ bằng cái gầu này thì là người ta đang làm là 6 hay 700 gì đó, như là 700 thì phải, 700 một tiếng. Có thời điểm dầu rẻ nó còn xuống 600 cơ. Cái này nó hơi thấp. Nó
Nhưng mà mình ngớn như thế này thì mình nhìn cái mắt của mình nhìn mới rõ, còn cái camera của anh em thì anh em nhìn nó vẫn rõ rõ thôi. Đó, nó mắc đấy. Chỗ này thì nước không lên đến đâu. Mình thấy cái mực nước ở đây người ta làm cái bờ nó hơi kém nên nó không lên được cao. Cái bờ mà người ta làm cho nó chuẩn chuẩn một tí thì nó sẽ lên được rất cao luôn, nhưng mà đây người ta làm nó bằng đất đấy các bác. Nên là nó bị giò, bị thủng. Nguồn nước thì là rất là dồi dào thôi, nước thì thoải mái. Đây. Này là hôm qua mình đục một ít nên là sẽ moi vào đây được này. Video của mình nó bình quân nó rơi vào khoảng độ 11 đến 15 phút gì đó trong một video. Đấy, và chia sẻ với lại anh em. Cái này thì lúc mình ra thì mình vẫn san lại cho nó bằng ở đáy ao quá. Còn thực ra cái bùn này thì chỉ cần sau này chỉ cần bắt nước vào thôi là nó ok rồi. Sát và mình vẫn ấy được các bác nhé, mình vẫn chỉnh được. Cho hết nó ra chỗ này cho chú nhá. Thải đấy à? Để cho chỗ này cho nó chắn nước luôn. Cho xuống dưới đấy thì mình giống cấy dưới đấy. Đấy cho chỗ này để giả dụ nước ở trên này nó to thì cái bờ này nó sẽ chặn luôn. Nó đỡ vào ao của mình. Còn cho xuống dưới kia làm đất thì dưới kia cái đất của mình thì cần gì? Cho nguyên ở cái góc này thôi. Vâng vâng, tí nó cháu sẽ nắn nó vuông vuông ở trên đấy. Nhưng mà ý là mình không cho xuống dưới này. Dưới này để dưới thôi, còn mình cứ đắp cái bờ này to lên. Đấy đấy đấy. Đấy cho nó to chỗ đấy ra để nó chặn nước ấy. Không có sau này lũ to ở đây là nó khỏi đánh vào đây. Đó. Chung mà mình đi làm thì cứ cái gì hợp lý thì mình vẫn cứ tư vấn thôi các bác ạ. Chung mà mình không không hiểu giấu, không hiểu ấy đâu, không hiểu nghe đâu, hiểu người ta đâu. Cái gì nó hợp lý thì mình làm mà. À, thôi cái video này của mình nó cũng khá là dài rồi, mình xin kết thúc cái video ở đây các bác nhá. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở những cái video sau. Ồ, video sau khả năng là lúc rút ra ngoài bùn kia thì mình sẽ quay video cho anh em để rút ở cái phần bùn.
Còn bây giờ về cái phần đất này thì là làm một cái video lấy mặt bằng dần dần thôi. Còn video sau thì mình sẽ quay ở cái máy xúc nhỏ của vỏ trái đất các bác nhá. Đấy, mình sẽ làm cái máy xúc nhỏ của vỏ trái đất, hoàn thiện cái chỗ công trình này. Xong sau đó là ra đến cái bùn ngoài kia, khi mà rút ra đến bùn kia thì mình sẽ lại chia sẻ mọi người về cái cách di chuyển máy cũng như là thi công của mình. Đó, ok thôi, thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người ở video sau nhá. Đó, chào anh em.